Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga khiến 143 người thiệt mạng, đến thời điểm hiện tại, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ được 11 nghi phạm, trong đó 4 nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ khủng bố. Ngay sau khi sự việc thương tâm này xảy ra, thì tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS là nhóm tay súng từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Nếu đúng IS-ISK đứng sau vụ khủng bố gần Moscow, tình hình sắp tới sẽ càng căng thẳng, không chỉ ở Nga mà còn trên toàn châu Âu. Đến thời điểm hiện tại, đau thương vẫn đang bao phủ nước Nga khi nước này đã treo cờ rủ trong ngày 24 tháng 3, ngày quốc tang dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Krokus City Hall gần thủ đô Moscow. Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài khu phức hợp ở thành phố Krasnogorsk, nơi 4 tay súng xông và tước đi mạng sống của ít nhất 143 người, bao gồm 3 trẻ em và làm hơn 150 người bị thương tối 22 tháng 3. Trong khi đó, người dân xếp hàng dài ở Moscow để chờ hiến máu cứu những người bị thương trong vụ tấn công chết chóc nhất hai thập kỷ qua ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những ai đứng sau vụ tấn công này. Rất nhanh sau vụ khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm. Thậm chí nhóm này còn lần lượt công bố thêm hình ảnh các tay súng và video chúng xả súng tại hiện trường thông qua kênh truyền thông Ahmad. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không hề nhắc tới nhóm khủng bố từng thống trị nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria này trong bài phát biểu trên truyền hình trong ngày 23 tháng 3. Thay vào đó, ông nói đã có 11 nghi phạm bị bắt, trong đó 4 kẻ ra tay trực tiếp bị bắt khi đang chạy tới vùng Bryansk, cách Moscow 340 km về phía tây nam và cố gắng thoát qua biên giới Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cũng khẳng định nhóm tay súng có liên hệ với Ukraine. Đáp lại, phía Ukraine liên tục phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công. Mới nhất, trong video phát đêm 23 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ông Putin đang tìm cách đổ tội cho người khác. Hiện các chi tiết của vụ khủng bố đang được giới chức Nga điều tra, bao gồm động cơ tấn công. Trong đoạn video được truyền thông Nga đăng tải, một nghi phạm khai bằng tiếng Nga không rành rọt rằng y được hứa cho tiền để bắn người với giá nửa triệu rúp. Một nghi phạm khác có thông dịch viên Tajikistan hỗ trợ. Giới chức Nga chưa thông tin về quốc tịch của các nghi phạm, chỉ xác nhận không ai trong số này mang quốc tịch Nga. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin về một âm mưu tấn công ở Moscow cho Nga từ đầu tháng 3, đồng thời cảnh báo công khai người dân Mỹ tại Nga hôm 7 tháng 3. Ngoài ra, người phát ngôn Adrienne Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh IS là thủ phạm duy nhất gây ra vụ khủng bố ngày 22 tháng 3. Bà Watson nhìn nhận Ukraine không hề liên quan. Trang The Conversation cho rằng cách thức tiến hành vụ việc hôm 22 tháng 3 trùng khớp với các cuộc tấn công trước đó của IS. Theo Reuters, chưa rõ vì sao IS, cụ thể hơn ở đây là nhóm IS Khorasan, IS-ISK, nhánh của IS ở Afghanistan, lại chọn thời điểm này để tấn công Nga. Tuy nhiên, IS-ISK liên tục gây ra nhiều vụ tấn công khắp châu Âu trong những năm gần đây, bao gồm Nga. The Conversation thống kê, nhóm này âm mưu khủng bố khoảng 21 vụ tại 9 nước trong năm 2023, tăng nhanh so với 8 vụ của năm trước. Nghiêm trọng hơn cả là vào tháng 1 năm nay, IS-ISK đánh bom tự sát kép trong lễ tưởng niệm ngày mất của tướng Qasem Soleimani tại thành phố Kerman, Iran, làm chết gần 100 người. Tại Nga, IS gây ra nhiều vụ tấn công trong khoảng thời gian 2016 đến 2019, cộng thêm nhiều âm mưu khác từ năm 2021-2023. Vào tháng 9 năm 2022, IS-ISK từng đánh bom Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 6 người chết. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tối đa hóa thương vong. Giới chức thực thi pháp luật Nga chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về tên hoặc quốc tịch của 11 đối tượng đang bị giam giữ. Bộ Nội vụ Nga chỉ xác nhận không có nghi phạm nào mang quốc tịch Nga. Đoạn phim được Ủy ban Điều tra Nga công bố cho thấy những kẻ tấn công được trang bị vũ khí trông như súng trường và được trang bị một lượng đạn lớn. Một nghi phạm khai rằng vũ khí đã được dàn xếp bởi những kẻ mà chúng không quen biết và chỉ liên hệ qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Một trong những nghi phạm bị quay phim trong buổi thẩm vấn thừa nhận, y phạm tội vì tiền, nói rằng y đã được hứa trả 500.000 rúp, tương đương 5.418 USD và đã được chuyển một nửa số tiền này vào thẻ ghi nợ trước khi ra tay. Một nghi phạm cho biết y được nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công hôm 22 tháng 3 tiếp cận khoảng một tháng trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày quốc tang vào 24 tháng 3 sau khi khẳng định sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công khiến 143 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 182 người bị thương. Theo Reuters, hơn 100 người vẫn nhập viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn video cho thấy ông Putin thắp một ngọn nến tại nhà thờ ở ngoại ô Moscow vào tối 24 tháng 3 để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Tòa án quận Basmani, Moscow hôm 24 tháng 3 buộc tội 4 nghi phạm có hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công. Chúng bao gồm Dalochon Misorev, Sada Grami Rachabalizoda, Samsidin Fariduni và Muhammad Sobi Fayob. Truyền thông Nga xác định các nghi phạm đều là công dân Tajikistan sống tại Nga. Tất cả sẽ bị tạm giam trước khi xét xử cho đến ngày 22 tháng 5. 3 trong số 4 nghi phạm đã nhận tội. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau vụ xả súng chết người này, dù đến từ đâu và bất kể là ai. Ông Putin cho biết 11 kẻ đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng nghi phạm. Chúng bỏ trốn khỏi phòng hòa nhạc và tìm đường tới vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340 km về phía Tây Nam. Trong đoạn video được truyền thông Nga và các kênh Telegram thân điện Kremlin đăng tải, một trong những nghi phạm nói hắn được trả 500.000 rúp, hơn 5.000 USD để thực hiện vụ tấn công. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã tịch thu hơn 500 viên đạn, 28 băng đạn, 2 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov tại hiện trường. Ngoài ra, một khẩu súng lục Makarov và một băng đạn súng trường tấn công Kalashnikov được tìm thấy trong chiếc ô tô mà các nghi phạm dùng để bỏ trốn. Theo hãng thông tấn TASS, Nga, an ninh đã được thắt chặt ở Moscow và các khu vực khác trong khi nhiều sự kiện lớn bị hủy bỏ sau vụ tấn công khủng bố xảy ra tại trung tâm Krokus City Hall ở thành phố Krasnogorsk, ngoại ô thủ đô Moscow. Hãng thông tấn TASS dẫn lời các nhân chứng cho biết một nhóm trang bị súng trường đã xả súng ở tiền sảnh và sau đó vào bên trong phòng hòa nhạc ngay trước khi diễn ra buổi biểu diễn của ban nhạc Rock Picnic. Sau đó, một vụ nổ xảy ra trong tòa nhà và lửa bùng lên, thiêu rụi diện tích 12.900m2 của trung tâm và khiến một phần mái bị sập. Trực thăng đã được sử dụng để dập tắt đám cháy. Washington có bằng chứng tình báo xác nhận tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đứng sau vụ tấn công đẫm máu gần thủ đô Moscow, Nga. Hai quan chức Mỹ khẳng định hôm 22 tháng 3, hai vị này đồng thời cho biết Washington đã cảnh báo Nga trong những tuần gần đây về rủi ro bị tấn công. Phát ngôn viên Alvin Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, đầu tháng này, chính phủ Mỹ có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow, có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm các buổi hòa nhạc. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã đưa ra lời khuyên công khai cho người dân Mỹ ở Nga. Vị này nói thêm, chính phủ Mỹ cũng đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo khuôn khổ của chính sách, nghĩa vụ cảnh báo. Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngày 8 tháng 3 từng cảnh báo, những kẻ cực đoan đã lên kế hoạch tấn công Moscow vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga tuyên bố phá vỡ kế hoạch của một nhánh IS nhằm xả súng vào giáo đường Do Thái. Đại sứ quán Mỹ khi đó kêu gọi tất cả người dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức. Họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về bản chất của mối đe dọa, chỉ nói rằng người dân nên tránh các buổi hòa nhạc và đám đông cũng như chú ý đến môi trường xung quanh. Được tin vụ tấn công khủng bố tại Nga tối 22 tháng 3 giờ địa phương khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23 tháng 3, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Vladimir Putin. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Cộng đồng quốc tế cũng chia buồn với Nga, lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với vụ việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.